là vui. 18 tuổi mà mang bầu 9 tháng rồi. Các bạn đã thấy thì hôm nay là Nam sẽ quay cảnh hỗn chiến với vợ mình, xích mích cái chuyện gì đâu đâu, cái chuyện mà chưa đóng tiền nhà, chưa đóng tiền điện nước thôi. Sao vậy? Sao không đóng? Trời ơi, hai đứa nghe gì hai nói này nghe. Không có nghe gì đó. Này, mày chết đi tao. Bây giờ chạy mấy chục vòng nó đuối còn hơn chạy chuối. Lần đầu tiên hốt cái sào đồ mà chạy tới đây cảm giác nó phê dễ sợ.